Hi, em xin chào anh chị em và cô chú đang theo dõi kênh em nha. Thì có nhiều anh chị á cũng có hỏi em về cái khẩu phần ăn của bên trại em á, của con trùng hương nè. Thì khẩu phần ăn nó như thế nào á, thì nay cũng có chút thời gian rảnh rỗi, mấy bữa nay lu bu quá em không có ra được clip nào hết á. Mấy nay em đang làm cái trại chồn, làm thêm trăm ô nữa. Thì em cũng xin thưa với anh chị em mình á, là như vậy thì khẩu phần bên trại em á là cứ chiều hôm qua là em có cho nó ăn mỗi con là một giá cháo đó. Thì như vậy thì mình chiều khoảng 5-6 giờ là em bỏ vào luôn, bỏ vào cháo vào cho nó ăn. Thì sáng nay thì mình mới lấy cái hũ cháo ra, thì mình lấy cái hũ cháo ra thì tiện đó thì mình cũng bỏ vào cho bọn nó 1-2 trái chuối như vậy nè, cho nó ăn cái buổi sáng đó. Còn bắt đầu giờ này mình lấy những cái hũ cháo ra để mình rửa đó anh chị em cô chú, rửa sạch sẽ nha, rửa sạch sẽ đàng hoàng để chiều nay bắt đầu là mình lại nấu cháo bỏ vào tiếp cho nó ăn đó. Thì cứ sáng sớm như vậy là bên trại em cứ một con trồng hậu bị hoặc là một con trồng bố mẹ đẻ sinh sản đó, là cứ 1-2 trái chuối đó cho nó ăn. Thì ở đầu là chiều bắt đầu là mình bỏ vào cho nó một hũ cháo, thì cũng đơn giản thôi, cũng có gì khó nha anh chị em cô chú mình đó. Thì đơn giản, con này nó đẻ, nó đang ôm con đó nè. Thì cứ sáng là mình lấy cái hũ ra, chiều thì mình bắt đầu mình rửa sạch sẽ, bắt đầu là mình cho nó ăn 2 trái chuối. Tiện đó thì mình sẵn đó mình lấy cái hũ ra luôn đó. Thì trung bình thì mỗi một con tròn vậy thì một ngày ăn được 1 trái chuối, nhưng mà bữa nay chuối nó chín nhiều cho nên một con được ăn 1-2 trái đó. Thì cũng đơn giản thôi, không có gì khó đâu, không có nhiều anh hỏi em cái khẩu phần ăn của nó đó. Thì sáng nay cũng tiện thời gian chút quay cho anh chị em cô chú mình xem chơi đó. Muốn cho có thêm cái động lực. Thì giờ này đâu là mình lấy cái hũ này ra. Thì giờ này bên trại em hiện tầm khoảng 8-9 giờ đó. Thì giờ này đâu mình bỏ trái chuối vào cho nó, thì lấy cái hũ ra rồi ăn. Bắt đầu là mình xịt dội chuồng sạch sẽ, xịt sạch sẽ xong bắt đầu mình bật cái quạt lên cho nó khô gáo chạy, khô gáo chạy rồi bắt đầu nấu cháo. Mình đầu nấu cháo luôn, nấu cháo đầu để đó. Thì chiều khoảng 5-6 giờ đó, 10 giờ đâu đâu mình nấu cháo được rồi. Bắt đầu là tầm 5-6 giờ chiều bắt đầu là cháo vẫn còn ấm ấm đó. Thì lúc đó bắt đầu là mình múc ra cho mỗi con khoảng chừng một chén lưng thôi nha anh chị em cô chú mình. Những cái con tròn mẹ to này nè thì ăn khoảng chừng một chén lưng thôi đó. Thì sáng nay bắt đầu là mình thêm 1 trái chuối hoặc là 2 trái chuối nữa là ok rồi, là đủ dinh dưỡng cho một ngày. Thì bên mình thì anh chị em cô chú cũng theo dõi kênh em cũng biết đó, thì bên trại em nấu cháo cá chê cho nó ăn, cá chê sẽ đủ chắc hơn. Đợt này những con tròn bầu hết rồi nha anh chị em cô chú mình, đợt này sinh sản cũng nhiều, nhưng mà cũng có nhiều cô chú anh chị đặt em hết rồi, đặt giống hết rồi, bầu quá trời bự rồi, còn chừng 50 ngày nữa cái đợt này sẽ đẻ hết, bầu to hết rồi. 50 ngày đổ về nó thôi là chạy bên em là tròn đẻ hết á. Đợt này được 30 mấy con đẻ đó, cũng được nhiều anh chị em cô chú theo dõi kênh em á cũng đặt giống hết rồi đó. Đợt này cũng mong cho nó kiếm được khoảng 6-7-80 con đó. Như con này là chừng 3-4 hôm nó đẻ nè, cái bụng quá trời to rồi. Những cái này cũng có khách đặt rồi, cứng cứng cái họ bắt, bầu to hết rồi anh chị em cô chú mình, bầu quá trời bụng, quá trời cái to rồi. Con này cũng vậy luôn, cũng còn vài hôm mới là đẻ hết rồi. Thì em cũng muốn chia sẻ góp ý thêm vậy đó cho anh chị em cô chú mình dễ làm. Thì anh chị em cô chú nào có thắc mắc hoặc là muốn em chia sẻ thêm cái gì á, cứ
kết bạn Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp đến em qua số điện thoại là 0967 368 469 để mình cùng nhau chia sẻ cho cái đam mê mình càng ngày nó càng phát triển lên. Con này cái bụng to dữ lắm này. Con này vú đỏ ẹo. Cái vú đỏ đỏ trong cái chân. To hết này, buồn thôi. Thì nuôi con trồng hương thì nó cũng đơn giản thôi anh chị em, cô chú mình. Nó cũng có khó gì đâu, quan trọng cái chỗ mình biết được rồi thì làm dễ lắm. Còn nhiều khi anh chị em cô chú chưa có nắm bắt được nhiều cái điểm yếu á, rồi cái mình nuôi nó lại khó. Hoặc là con giống của khi mình nhập giống về nó không chuẩn á thì nó cũng hơi khó nuôi. Khi con giống nó chất lượng rồi hoặc với mình chăm sóc tốt nữa thì nó sinh sản rất là tốt, nó có trở ngại gì nhiều đâu, nó đơn giản lắm. Thì cũng có nhiều cô chú anh chị gọi điện hỏi em nhiều cái vấn đề đó. Thì cái ban đầu của mình, khó của mình là con giống rồi khâu chăm sóc đó. Mình con giống nó chuẩn, chăm sóc tốt thì nó sinh sản tốt chứ không có gì khó đâu. Thì em cũng chia sẻ thêm chút vậy á. Còn anh chị em cô chú mình có thắc mắc gì thì cứ gọi điện đến chạy em. Thì em cũng xin cảm ơn anh chị em cô chú đã theo dõi kênh em, chia sẻ kênh em cho nhiều người biết đó. Thì em cũng xin cảm ơn rất nhiều. Em cũng hẹn những cái clip sắp tới em sẽ cố gắng quay thêm nhiều cái hay hay cho anh chị em cô chú mình biết đến nhiều á, sẽ làm cho nó dễ hơn. Chứ nhiều khi cũng có nhiều cái nó khó làm mà mình cũng có biết được anh chị em cô chú nuôi đang bị thất thoát và thất bại chỗ nào thì mình cũng không có biết được. Nhiều anh chị em cô chú hỏi em thì hỏi tới đâu thì em chia sẻ tới đó thôi. Chứ giờ nó cũng có nhiều vấn đề đó, nhiều cái vấn đề đó mình chia sẻ lên nhiều quá thì nhiều trại họ không thích, họ phê phán, họ nói này nói ra nói vô cũng khổ. Trồn dễ nuôi chứ không có khó đâu. Mình mua đúng giống thì nó dễ, còn đúng giống thì hơi khó. Với mình chăm sóc nó thì cũng đơn giản, mình biết được cái khẩu phần ăn nè, thuốc men hàng ngày mình trộn vào cháo cho nó ăn thì anh chị em cô chú mình làm đơn giản thôi. Thôi em cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình những cái clip sắp tới của em nha.